Kính thưa cha sở, cha sư Bình Giang, thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý bà con thân bằng tín phụ của chị An Nga Ngô Thị Chi cùng cộng đoàn đang tin tưởng nơi đây. Cuộc sống trần gian dù có tươi đẹp như cỏ hoa cũng mau phai hai tàn theo làn gió thoảng. Thánh Kinh 103 câu 15 đến câu 16 đã ghi nhận: Kiếp phù sinh tháng ngày vắng đòi, tươi thắm như nổi cỏ hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Sau hơn 3 tháng chống chọi với cơn bạo bệnh, Chúa đã gọi chị An Nga Ngô Thị Chi về với Ngài. Một cảm xúc ngậm ngùi phải từ biệt người thân. Vâng, chị đã thật sự vĩnh biệt khỏi trần để về với đấng chịu đóng đinh, và 39 năm chị đã kết ước trọn nghĩa thủy chung. Kính thưa chị An Nga Ngô Thị Chi quý mến, hôm nay chị em hội dòng khắp nén hương từ biệt tiễn đưa chị về với lòng đất lành. Thân xác chị sẽ bị lửa nát theo năm tháng, nhưng trong niềm tin xác loài người ngày sau sống lại, chúng em hy vọng sẽ gặp chị trong vinh quang nước trời. Nhìn lại quãng đời 65 năm trần thế với 39 năm tấm lòng trong ơn gọi đến thánh giá đầy ắp hồng ân, bên linh cử chị, hội dòng tạ ơn Thiên Chúa và tưởng niệm về chị. Cảm ơn chị đã âm thầm đóng góp với hội dòng qua những công việc nhỏ bé không tên tuổi để phục vụ cộng đoàn. Trong cuộc sống tinh nghệ cộng đoàn, không sao tránh khỏi những va chạm. Vì lòng bác ái, chị em chúng mình sẽ bỏ qua cho nhau để chị thanh thoát bên tòa Chúa và để cùng chúng em vui tươi quảng đại sống đời thánh thiên. Trong niềm tin tưởng, hội đồng tiến thác phó nhân chị vào lòng thương xót của Thiên Chúa, mẹ Maria và cha thánh Giuse. Xin triều thần thiên quốc đón chị vào ngôi nhà đời đời, nơi Thiên Chúa ban cho chị hạnh phúc, bình an và niềm vui bất tận. Ở đó, chị gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng đã từ cõi chết sống lại, đấng đã nhân lời nguyện xin lên Chúa Cha. Lạy Cha, những kẻ cha ban cho con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng sẽ ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Alleluia. Bên tòa Chúa, xin chị cầu nguyện cho thế giới sớm thoát khỏi cơn chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai đó đây đang diễn ra hàng ngày. Cầu cho giáo phận, cho hội chồng và bà con thân thuộc của chị được bình an. Nhất là xin chị cầu cho hội chồng chúng ta có lễ tấn chồng sắp tới và thời gian cử hành tổng công việc của hội chồng sớm được thực hiện. Xin chị cầu nguyện cho sự thánh thiện của từng thành viên trong hội đồng. Chúng em luôn nhớ đến chị trong kinh nguyện hàng ngày. Toàn thể hội đồng thương vinh biệt chị và hẹn gặp chị trên nơi phúc vinh thiên đàng.
Xin kính mời đại diện thân nhân có đôi lời. Kính thưa cha linh hiếu, hồi dòng lễ lãnh giáo linh hiếu. Kính thưa cha sở giáo sư Trần Hải. Kính thưa sơ tổng cố vấn hội đồng lễ thánh giá Nguyên Nhân. Kính thưa quý sơ trong ban cố vấn của hội đồng. Kính thưa sơ phụ trách cộng đoàn nhà này. Và kính thưa sơ phụ trách cộng đoàn Trần Hải. Cùng quý sơ trong hội đồng lễ thánh giá Nguyên Nhân. Thank you.
Khi cha và con và thân Chúa cùng anh chị em chúc tụng Đức Chúa đã che Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người đã che nhân từ và là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là đấng an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian truân. Xin phận toàn pháp, lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước Chúa.